Xin chào các bạn, chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ, một ngày mới tươi đẹp. Hôm nay tôi Trinh sẽ trồng và nhân giống cây hoa này, là cây hoa hồng môn màu đỏ, bông nó màu đỏ, phím lá nó là có phím lá màu xanh hình trái tim. Hoa nó thì hoa vĩ tròn bùm đỏ, cũng giống như hình trái tim, lá và hoa. Hoa thì nó vĩ tròn, ở chính giữa nó có cái nụ màu vàng, lá hình trái tim dài rất là đẹp. Và trong một cây này nó có rất nhiều cây con, nụ hoa nó đang nở, đang chuẩn bị phát triển, và những cây con nó đang ra rất là nhiều. Thì cái chậu này tôi Trinh sẽ chia đôi trồng ra hai chậu để nhân giống, có nhiều cây xanh trên sân thượng. Đất trộn thì có, thường là tôi Trinh trộn có đất, những cái phần đất này là phần đất cũ và mới trộn lẫn vào nhau, của những chậu mà tôi Trinh thường xuyên thay đất thêm phân. Cái phần này là xơ dừa cho cháu mua từ vườn hoa kiểng về. Xơ dừa thì nó xay sẵn, nó trộn lẫn vào nhau, nó có cho cháu đen, cháu và cho trộn lẫn vào nhau. Tôi Trinh mua một thành một bao, sau đó mà lẫn phân. Phân này là phân hữu cơ, phân tới tên gọi là Dynamic. Trước đó thì tôi Trinh sử dụng phân tiêu, nó có hạt màu đen, mà bây giờ năm nay thì nó không có bán nữa rồi. Nó có bán phân hữu cơ, thì cách sử dụng nó bón phân cũng bình thường, nó thành viên. Thì một thao nhỏ này tôi Trinh cho nó nhẹ một chút xíu, không nhiều lắm, để trộn lẫn vào nhau đất phân. Tôi Trinh sẽ lấy cây hoa hồng môn đỏ, hoa màu đỏ lá màu xanh, lấy ra để nhân giống thành hai chậu. Rễ xung quanh nó đang phát triển, mình phải tìm cách để lấy chia đôi nó ra. Thì cạo nhẹ cái phần đất, đừng cho cái rễ nó bị hư mất sức.
của Trinh đã tách rời hai cây ra, ra làm hai, một chậu nhỏ tách rời ra hai cây, trồng ra hai chậu. Những cây rễ nó đang phát triển rất nhiều cây con. Trinh đã trồng xong ra thành hai chậu nhân giống hai cây hồng môn màu đỏ tròn, lá hình trái tim rất là đẹp, vĩ hoa tròn nó có màu đỏ. Trồng xong tôi Trinh sẽ tưới nước cho nó thấm đều. Để nuôi dưỡng một thời gian cho cây nó xòe ra nhiều cây con. Hiện tại nó cũng đang phát triển nhiều cây con.